Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Hiện nay tôi đang có mặt tại đường quốc lộ 1. Và phía đối diện hình quý các bạn đó chính là nhà ga tuyến Metro. Đây là điểm đầu tiên ngay khu vực bến xe miền Đông. Và điểm cuối đó chính là chợ Bến Thành. Ngày hôm nay thì tôi sẽ cập nhật tình hình quốc lộ 1 hướng từ bến xe miền Đông về khu công nghệ cao để cập nhật tình hình cho quý các bạn cùng theo dõi. Hiện nay thì nếu như quý bạn ở xa quê hương có thể thấy được đường xá hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh rất là khác. Vào lúc này là 7 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 9 năm 2023. Ngày hôm nay cũng là ngày thứ bảy cuối tuần. Hiện nay thì đường xá hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh đang nâng cấp và khi các bạn có thể thấy được các tuyến đường đi về thành phố rất là khác. Đi một đoạn khoảng 50m nữa thì quý các bạn chúng ta sẽ đi hướng đi vào làng đại học. Ở phía bên tay trái màn hình quý các bạn đó chính là nghĩa trang thành phố. Hiện nay thì tuyến Metro đang hoàn thiện và các cái tuyến tàu toa ở phía trên cũng đã chạy thử quý vị. Khu vực chỗ này đường rất là ngoằn nghèo quý vị và các hướng nếu như chúng ta ở xa quê hương mà về đây thì đi rất là dễ bị lạc. Bữa nay cuối tuần thì lượng xe di chuyển lúc này khu đường chỗ này thì không quá đông quý vị. Phía bên tay phải màn hình quý vị là đường đi vào làng đại học. Hướng này chúng ta cũng có thể đi ra Đại học Nông Lâm cũng được. Hiện nay tại Việt Nam và đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, các hệ thống công cộng như là xe Grab rất là nhiều. Hiện nay tại Việt Nam thì phương tiện di chuyển duy nhất của người dân đa số là xe máy. Và nếu như tuyến Metro được xây dựng xong và cho vào hoạt động thì sẽ là một phương tiện rất là hữu ích đối với người dân. Lúc này thì lượng xe máy sẽ giảm tải đi rất là nhiều. Các tuyến xe buýt hướng đi về thành phố lúc này các cái xe buýt cũng rất là hiện đại quý vị. Phía bên trong có máy lạnh. Khu vực chỗ này phía bên tay trái màn hình quý vị bạn đó chính là khu du lịch Suối Tiên. Ở Đồng Nai chúng ta có một khu du lịch cũng thuộc hệ thống du lịch Suối Tiên, đó chính là khu du lịch Sơn Tiên, The Amazing Bay. Đường xá tại khu vực chỗ này hiện nay cũng đang là sửa chữa lại quý vị và chưa có hoàn thiện. Một số khu vực thì đường vẫn còn rất là xấu.
Đây là khu chỗ này là quý vị các bạn có thể nhìn thấy. Và những tuyến đường như thế này mùa mưa và ngập đi xe máy rất là nguy hiểm. Tuyến đường này cũng đang hoàn thiện. Và sau khi cái tuyến metro hoàn thiện xong thì sẽ bỏ hết những cái hàng rào mái tôn này đi. Và trạm ga chỗ này là trạm ga Suối Tiên. Đi lên trên, phía trên là trạm ga khu công nghệ cao. Đường xá như thế này nếu như những người xa quê hương cách đây khoảng hơn chục năm giờ về lại thì sẽ thấy ở đây rất là lạ. Ở đây có một cái tuyến đường chúng ta có thể rẽ tay phải để đi về hướng Sóng Thần. Khu chỗ này thì họ làm những cái hầm chui. Lúc này thì cũng đã bước vào những ngày tháng đầu tiên của tháng 8 âm lịch. Chính xác là ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch. Như vậy là còn khoảng hơn 10 ngày nữa thì sẽ đến Tết Trung Thu. Quý vị các bạn nhìn thấy đường xá tại khu vực chỗ này rất là giống nước ngoài. Khu vực chỗ này có thể là một trong những cái tuyến đường rất là đẹp hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đi khoảng 100m nữa thì chúng ta sẽ đến ga khu công nghệ cao. Hệ thống đường sắt đô thị thì tại Thái Lan, những cái hệ thống đường sắt như thế này rất là nhiều, đặc biệt là Thái Lan có cả tàu điện ngầm nữa quý vị. Hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh mới có tuyến đường sắt đô thị này là đầu tiên. Tuyến đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội. Ở Hà Nội thì tuyến đường sắt đã hoạt động. Ở đây là tuyến khu công nghệ cao. Phía trên là nhà ga khu công nghệ cao đó quý vị. Đến ngã tư chỗ này thì các bạn rẽ tay trái thì sẽ vào khu công nghệ cao, hướng đi về quận 7 cũng rất là gần. Lúc này ở đây đã kẹt xe quý vị. Thường thì khu vực chỗ này vào buổi sáng rất là hay kẹt xe, tại vì có một số xe họ đi ngược chiều, đi ngược trở ra phía ngay chỗ trạm của khu vực khu công nghệ cao. Và đến đây tôi xin phép dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý các bạn yêu mến kênh Đồng Nai của tôi, quý các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai của tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.